Hello nha, hôm nay vốn mình 5 triệu thì mình sẽ vào đây chơi Tiến lên miền Nam. Đây có game đổi thưởng 1-1 nha. Thì Tiến lên miền Nam mình anh em biết rồi, mỗi ngày mình xác định ăn non 1 mê 2 mê, mình nghĩ thôi. Nhưng mà không phải là dễ ăn nó đâu anh em, bởi vì là em chơi biết rồi, game bên xui thì thắng thua là điều nhanh lắm. Xuống thắng nó cũng nhanh anh em, nhưng mà thua nó cũng nhanh với đạn luôn đấy. Cái thằng đéo này nó đéo chuẩn bị, nó ra rấp đi lâu vậy đó. Vai đạn bài, những cái bài là chán luôn đấy. Ván này thua rồi chứ không gì đánh nữa đâu. Anh làm sao mà thắng được nó được. Ván này chạy được con nào hay con đó thôi nha. Địt mẹ nó thế mà nó vẫn có thông kìa. Tao chịu. Ôi con game này đéo hên đối với mình hôm nay rồi. Thôi mình ra đánh game khác anh em ạ. Thôi thua ván này ra đánh game khác. Đéo đánh game này nữa. Trời ơi tứ quý của nó thông. Tao chịu. Bịp thế trời. Cái poker này mình không khuyến anh em đánh nữa nha, bởi vì poker nó lên nhanh lắm và nó xuống rất nhanh nha. Cái poker này thường là mình không chơi đâu. Nhưng mà poker này mình đã chơi ấy, mình xác định là thắng to, thua to luôn đi. Hôm nay mình quyết định chơi poker nha em ơi. Một là thắng to luôn đi, hai là thua to luôn đi. Sợ đéo thì mưa rơi nè. Rồi thắng 1 mê. Cái poker là lên kinh khủng lắm anh em, nhưng mà xuống thì cũng thần tốc lắm. Cho nên chơi poker này khó ăn nó lắm anh em, không dễ ăn nó đâu. Poker nó quái hay là nó lên nhanh ấy nha, mà xuống thì nó cũng gọi là quá nhanh, chứ không mình không dùng từ nhanh nữa. Mình chắc hẳn là chơi đéo hành muốn thắng rồi đúng không? Mình giống anh em luôn à, chơi đéo muốn thua bao giờ đâu. Có phải khi nào thắng nó đâu, như mấy ván này này có thắng nội nó đâu. Khó ăn nó lắm chứ nhỉ, cay ấy nhỉ. Lúc này đánh nhất là đánh một bài kia nó cay với đạn này. Bài Tiến lên miền Nam ấy nhỉ, nó có tứ rồi còn có thông nữa. Đánh giống nó sắp đặt bài ấy nhỉ, đánh kiểu cái cay ấy nhỉ. Thà rằng mình đánh ngu thua thì đéo nói, hay nó đánh hay bài hê này đéo nói. Chứ giống như cái bọn nó giống cái bọn bót ấy, nó xếp bài nó đẹp ấy nghe. Thằng đánh poker nó lật nhanh ra 1-2 giây luôn thì hên xui thật sự ấy. Chứ đánh con game kia thì thôi chịu. Đánh mà kiểu là có thông này còn có tứ là thì bố mày chịu. Mày không đánh được chỉ kiểu đó, nó chỉ thoang thôi anh em ơi. Khó ăn nó lấy nha. Ví dụ ăn con game này mình ăn no là lúc này mình ăn rồi đấy, ăn dặm 2 mình ăn được đấy. Không anh em, mình chơi thì cứ tham ăn to xíu. Vì mục đích mình ít ra lên 10 mê mình nghĩ. Poker này nó lên nhanh thì chắc chắn là mình phải chấp nhận là thắng nhanh, thắng to thôi. Chơi mà ăn này ăn non, thua thì thua to thì điều đó nó không nên rồi. Đánh thì ai chả muốn ăn non anh em. Và ăn non thì nghĩ nó khỏe chứ. Nhưng mà con game này nó lê xuống nó nhanh anh em. Thành ra mình ăn non là không được rồi. Ăn non lỡ may ngày mai mình đánh con game này tiếp thì sao? Lỡ may thua to lại sao? Cay cú liền à. Ngon. 9 mê này em, gần 9 mê đấy. Chỉ cần 1 mê thôi mình có thể là nghĩ thôi anh em ạ. Nhưng mà lên 1 mê nó khó đấy anh em ơi. Không phải dễ dàng thì mà ăn nó lên 1 mê đâu. Dễ gì mà ăn nó lên 1 mê anh em. Đó, may ván này nó lên tiếp này. Nhưng mà lỡ mày nó xuống này sao, đúng không? Chơi mà làm sao biết được điều đéo gì được. Ăn thì mình ngon thôi, thua thì mình chấp nhận thôi, biết làm sao giờ anh em ơi. AK đã át kìa, pha đó AK đã át anh em kìa. Đen như vậy chịu thôi ấy. Đây rồi, 10 mê anh em này. Chính xác là bây giờ mình đã thắng rồi đấy anh em. Lên 15 mê, thử xem sao. Hoặc là xuống dưới 8 mê anh nghĩ. Đó là cách chơi mình nếu muốn ăn to hơn nữa. bởi vì tham lòng tham ai chả có anh em. Mình cạm nhà nâng hên đấy anh em. Đây rồi, 7/4 kìa, đây rồi. Bảy trong 4 đồng xui đấy, thu lại thì anh em biết rằng lúc này nghĩ me rồi. 7/7 nó mới đau ấy chứ, cái gì vậy ta. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, mất bình tĩnh ấy dễ toang lắm. Bây giờ chỉ có cách để giữ bình tĩnh mà ăn thôi. Má đó kìa, 5/4 nó mới đau ấy. Đây rồi, như vậy chứ. Thôi lên 10 mê lại nghĩ đi anh em. Chứ thật sự mình tham lúc này tham anh em, nhưng mà có ăn nội nó đâu. Thôi nghĩ anh em ơi, 10 mê rồi. Mình nghĩ nên nghĩ này rồi thôi. Chứ công nhận tham mình có thể ăn to nữa đấy. Nhưng mà lỡ may tha mà lỡ may thua lại sao, đúng không? Thành ra thôi anh em ạ, mình nghĩ là nên thôi thôi. Thôi thôi, nghĩ anh em ơi, nghĩ nha. Thôi, thì video nên túc nha. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký nha em ơi. Bọn đó nguồn rất lớn đấy, giúp mình tạo ra cái video clip hay hơn và chất lượng nha em ơi. Bye anh em nha. Nghĩ, không nên tha nữa anh em ơi nha. Bởi vì tha mà lỡ may tí là mình thua lại sao, đúng không? Nghĩ thôi anh em ạ nha.